nơi đây tiếc nuối bao ngây thơ của một thời. Ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không tìm đến, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt sẽ tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt sẽ tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này bye bye. Khi về rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời, dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, nhặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt sẽ tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt sẽ tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này bye bye. Qua đi như giấc mơ thời học sinh dấu yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế qua tôi một mình lẻ loi. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt, tạm biệt mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt, tạm biệt tạm biệt nhé nơi này ba ba. Xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay
trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Về xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời, cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng. Và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Năm học 2021-2022 thì đã bắt đầu. Đây là năm học rất là đặc biệt. Thì năm nay chúng ta tổng kết học sinh lớp 9 là rất muộn do điều kiện dịch bệnh. Tuy nhiên là được sự đồng ý nhất trí của ban giám hiệu nhà trường thì ngày hôm nay thầy trò và các bậc phụ huynh chúng ta ở lớp 9A vẫn tổ chức một buổi tổng kết liên hoan chia tay với các em học sinh ở lớp 9A. Thì đến dự với cái buổi tổng kết ngày hôm nay thì giáo xin trân trọng giới thiệu có thầy Nguyễn Văn Đức, nguyên là hiệu trưởng nhà trường. Thầy Đức đã đi cùng chúng ta hết cả 4 năm, tuy nhiên là hiện nay thầy Đức đã chuyển công tác về trường Hưng Nội. Và vì tình cảm đó, hôm nay thầy có rất công việc về với chúng ta để vì chúng ta nhận được tác phẩm. Chúng ta còn có thầy Ngô Hoàng Kim Phương, thầy Phan Thanh Nam là phó hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô giáo đã đi cùng với các em trong suốt các năm học vừa rồi. Chúng đến dự các em để vì chúng ta cùng liên chào mừng. Đến từ với chúng ta còn có các bậc phụ huynh, bác Tuấn là hội trưởng phụ huynh toàn trường, anh Thu Hà là hội trưởng của lớp chúng ta, cùng toàn thể các em học sinh, 28 em học sinh của lớp chúng ta cũng có mặt đầy đủ ở trong cái buổi tổng kết ngày hôm nay. Thì đề nghị chúng ta nhân viên chào mừng. Thế thì theo thường niên của chúng ta, khi các em đã kết thúc xong 4 năm học thì chúng ta sẽ có một cái buổi lễ tổng kết, chia tay, tri ân các thầy cô giáo ra trường. Tuy nhiên vì điều kiện dịch bệnh cho nên năm nay chúng ta phải tổ chức riêng các lớp, mỗi lớp sẽ tổ chức riêng. Tuy nhiên thì cũng mong muốn không phải vì thế mà chúng ta bớt đi cái phần ý nghĩa, bớt đi phần vui vẻ. Bởi vì chúng ta vẫn được tổ chức tổng kết. Thì đó cũng mong muốn là các em cố gắng là lưu giữ những cái tình cảm tốt nhất, những cái dấu ấn tốt nhất của chúng ta trong cái buổi tổng kết này trước khi chúng ta chuyển lên lớp học trên. Thì một lần nữa xin trân trọng là chào đón các thầy cô giáo, các vị đại biểu cùng toàn thể các em đã có mặt trong buổi tổng kết ngày hôm nay. Vì do cái thời gian chuẩn bị rất là ngắn cho nên là đáng lẽ ra hôm nay thì sẽ đại diện bản chất sẽ là học sinh sẽ dẫn chương trình. Tuy nhiên là vì thời gian rất là gấp rút cho nên là tôi thầy giáo sẽ làm luôn cái phần là chương trình, tổ chức chương trình của chúng ta. Thì sau đây thì ta cũng xin thông báo qua một chút về chương trình của chúng ta gồm những phần sau. Cái phần thứ nhất đó là tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thì thầy giáo đã làm xong. Phần thứ hai thầy giáo sẽ nêu lại sơ lại rằng một chút về thành tích của chúng ta trong năm học vừa rồi. Phần thứ ba là chúng ta sẽ nâng cốc và chuẩn bị tiến hành liên hoan. Và trong quá trình ta liên hoan thì chúng ta sẽ tổ chức các phần đó là mời các thầy cô giáo phát biểu ý kiến, mời các em học sinh phát biểu ý kiến tri ân. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang phần trao thưởng, rất là nhiều phần thưởng mọi người nhé. Và sau khi phần trao thưởng tiến hành xong thì chúng ta sẽ có sẽ chụp ảnh lưu niệm cùng với thầy cô giáo. Thì ở đây thì cũng đã nhờ các bác thợ ảnh là chụp một lưu niệm, một kiểu ảnh tập thể cùng các thầy cô giáo, thì chúng ta sẽ ra ngoài kia chúng ta chụp để cho nó rộng rãi. Và sau đó thì riêng các em học sinh mà muốn chụp với thầy hoặc là chụp với các thầy cô giáo trong trường, các em chụp nhóm nhỏ thì có thể nhờ bác thợ ảnh nhé, để chúng ta lưu lại những cái hình ảnh này. Vì cũng chỉ xảy ra một lần trong đời thôi thì các em cố gắng. Và chúng ta có thể chụp với nhau nhất thì nhờ bác thợ ảnh. Và sau đó, sau các nội dung đó xong thì chúng ta sẽ tổng kết và chúng ta dọn dẹp và chia tay nhau. Thì cố gắng là chương trình chúng ta sẽ ngắn gọn trong vòng độ khoảng 2 tiếng nhé. Cũng không giới hạn lắm nhưng mà sẽ kết thúc vào cuối buổi chiều. Thì đấy là chương trình của chúng ta. Thì sau đây xin phép các vị đại biểu các thầy cô giáo, tôi xin chuyển sang cái phần thứ hai, đó là tôi nêu lại vắn tắt cái thành tích của các em học sinh lớp 9A trong năm học vừa rồi.
Thì tổng số các em học sinh của lớp 9A có 28 em. Thì cũng báo cáo với các thầy cô giáo đó là sĩ số của các em thì được duy trì qua 4 năm đều là 28. Cái lớp này thì không phải là lớp chọn của khối, tuy nhiên là trong quá trình tôi được nhận từ năm lớp 6 thì cũng được chứng kiến cái sự trưởng thành tiến bộ của em rất nhiều, đặc biệt là về ý thức và thành tích học tập. Ban đầu tiên ở năm lớp 6 thì tôi không bao giờ dám đặt ra mục tiêu là khoảng 15 em đạt học sinh giỏi toàn diện rồi. Nhưng mà cuối cùng thì hết năm học vừa rồi thầy trò chúng tôi đã cập bến đó là 19 em đạt học sinh giỏi toàn diện và 9 em đạt học sinh khá, là học sinh tiên tiến đấy. Và đây cũng là một cái thành tích mà tôi nghĩ là cũng vượt trội so với cái năm lớp 6 tôi nhận được. Ngoài ra về thành tích thi học sinh giỏi các cấp thì cũng rất là vui mừng. Đó là mặc dù ở lớp không chọn nhưng mà riêng ở lớp 9A cũng đã có hai bạn đạt thành tích rất cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Đó là một bạn Yến đã đạt giải nhì cấp tỉnh ở môn địa lý. Đây cũng là cái giải rất là hiếm. Nguyên lịch sử, xin lỗi. Và bạn Chất đạt giải 3 cấp tỉnh môn sinh học. Thành tích thì cũng so với giải nhì cũng chỉ thiếu một chút nữa thôi, rất là đáng tiếc. Ngoài ra thì có các em đạt rất là nhiều, em đạt giải các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và thi trên mạng. Một cái kết quả cũng rất là muốn báo cáo với các thầy cô giáo cùng các em, đó là các em đã tham gia kỳ thi vào trung học phổ thông một cách rất là xuất sắc. Nhưng lớp này tôi rất là lo cho rất nhiều em, nhưng tuy nhiên cuối cùng thì 100% các em đều đăng ký thi ở các trường, có em duy nhất bản chất là thi ở trường chuyên, còn lại 27 bạn thì có 2 bạn thi ở cấp 3 Thanh Thủy, còn lại là 25 em thi ở cấp 3 Tam Nông, đều là những trường rất là khó khăn. Tuy nhiên thì cuối cùng thì cũng là cập bến rất là xuất sắc, đó là có một em là em Chất là đã đỗ vào chuyên sinh của Đại học Hùng Vương, chuyên Hùng Vương. Còn lại 2 bạn là bạn Hòa và bạn Vi cũng đỗ vào cấp 3 Trung học Phổ thông Thanh Thủy. 25 bạn còn lại thì 100% đều đỗ vào Trung học Phổ thông Tam Nông. Thế là cũng báo cáo lại cái thành tích như vậy. Và đây cũng là cái thành tích mà có lẽ là tôi muốn nói đến nhất và các em cũng sẽ nhớ nhất. Bởi vì trong cả 4 năm thì ở lớp này tôi chỉ đề cập cái mục tiêu quan trọng cao cả nhất cuối cùng là có một chỗ ở trường cấp 3 và các em cũng đã hoàn thành ở đề đó. Xin các thầy cô giáo cùng toàn thể các em là cho một tràng pháo tay để chúc mừng cái thành tích như vậy. Thì tôi đã trải qua xong cái phần thứ hai, đó là cái phần tôi đã nêu lại cái thành tích của các em. Như vậy để cho chúc mừng cho cái thành tích như vậy thì sau đây đâu nhỉ các bạn, đâu nhỉ chất sang chuẩn bị nước cho thầy cô đi. Mọi mơ bay biết tới cuối trời, đưa chúng ta nói với nhau lời chia tay. Ngày dần trôi còn 3 giây, ngày chia tay sớm hết rồi. Thấy có ai đứng trên sân nhìn hoa rơi, ngồi trong lớp biết bao điều, tựa như giấc mơ mới hôm nào. Cả ký ức bao năm trời dần dần xa. Mẹ tim ơi, mẹ đông ngô gõ nhịp đường, gõ yêu thương vào trong. Mùa hè đến mang theo gió theo mưa, dịp dàng dịp. Mùa thi ta lo lắng xôn xao dịp dịp. Ngày chia tay nghe tim đang gõ nhịp lòng, nhắc chúng ta đừng quên. Chiều nay hẹn ai đó ở trong sân nơi có đông người, vẫn ước mong níu giữ lại ngày hôm nay. Ngày người ta thư sinh đưa lòng đang rất muốn nói gì, nhớ những khi ở bên nhau giờ ra chơi. Cần bao phút bao kim giờ để thời gian sẽ quay trở lại, để lưu kết những kỷ niệm ngày hôm nay. Này tim ơi nghe đang ngô gõ nhịp giữ cho nhau. Đây là dòng thứ 3, đó là xin mời ý kiến phát biểu của thầy Nguyễn Văn Đức.
rất là may mắn năm nay thầy giáo phải chuyển trường, tuy nhiên thầy giáo đã đi cùng chúng ta đến hết hết kỳ thi trung học phổ thông cấp ba, trung học phổ thông. Các em thi xong kết quả rất là an toàn rồi thì thầy Đức mới quyết định chuyển. Thầy đã dành tình cảm cho chúng ta rất nhiều, cho thầy trò chúng ta rất nhiều trong 4 năm vừa rồi. Thì sau đây xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Đức sẽ phát biểu ý kiến trong cái lễ tổng kết với các em ạ. Xin mời thầy ạ. Các thầy cô giáo, thưa các thầy cô giáo, thưa các bậc cha mẹ học sinh, thưa toàn thể các em học sinh lớp 9A. Một năm học rất là đặc biệt như thầy Tuấn đã có ý kiến ngay từ đầu. Một năm học mà ngày 1 tháng 9 mới tổ chức cái buổi chia tay các em để ra trường. Nhưng mà cũng rất phấn khởi là tại cái thời điểm này chúng ta đã có cái kết quả của kỳ thi vào trung học phổ thông. Đây là một cái điều hết sức là tuyệt vời đối với các em học sinh ở lớp 9A. 100% các em đã đạt cái nguyện vọng của mình, đó là thi đỗ vào các trường trung học phổ thông. Một năm thì đối với thầy thì cũng hết sức đặc biệt. Khi bây giờ thầy là hiệu trưởng của trường trung học cơ sở Hương Nộn, còn bây giờ với vai trò là nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở Khâm Vít, thầy Tuấn thì cũng nguyên là chủ nhiệm của lớp 9A, và bây giờ thầy Tuấn lại đang là chủ nhiệm của một lớp 6A mới của nhà trường. Và các em đây đang là cựu học sinh của nhà trường đúng không? Và cũng đang là học sinh của trường cấp 3 Tam Nông và trường cấp 3 Thông Thủy, trường Trương Hùng Vương. Đấy là một cái năm học hết sức là tuyệt vời. Thì với cương vị là nguyên là hiệu trưởng của nhà trường, cũng là người đồng hành cùng với các thầy cô giáo và các em trong 4 năm khi mà các em học tại trường trung học cơ sở Vũ Quang Bích. Lời đầu tiên thì thầy giáo xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể các em học sinh lớp 9A đã kết thúc một cái khóa học hết sức là thành công. Cảm ơn các em trong 4 năm vừa rồi học tại nhà trường đã hết sức nỗ lực cố gắng đem lại những cái thành tích cho nhà trường và cho bản thân các em. Và cũng xin lỗi các em vì trong 4 năm học qua thì rất nhiều việc mà muốn thầy cô giáo cũng muốn làm cho các em nhưng mà có thể chưa làm được. Hoặc là trong suốt cái chặng đường học tập của các em có những lúc mà làm cho các em cũng không vui. Nhưng những điều đó thì các thầy cô giáo cũng đều mong muốn là để cho các em phát triển, các em trưởng thành. Thầy cùng với các thầy cô giáo trường trung học cơ sở Nguyễn Công Bích hết sức là tin tưởng ở các em và chúc các em thành công trên bước đường học tập tiếp theo của mình. Chúc các em sức khỏe và bình an ở cái giai đoạn dịch bệnh Covid hết sức là phức tạp như thế này. Và cũng mong là cái buổi chia tay, liên hoan chia tay hôm nay của các em được vui vẻ trọn vẹn. Nhưng mà do dịch bệnh Covid thì chúng ta cũng phải hết sức khẩn trương, và đây là cái thời điểm hết sức nhạy cảm, nên là có những hình ảnh mà các em chụp thì các em cũng lưu giữ lại nhé, lưu giữ lại thời điểm nào nó thích hợp thì có để chúng ta chia sẻ với nhau. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh mạnh khỏe, và chúc buổi liên hoan chia tay của lớp 9A vui vẻ và thành công tốt đẹp. Rất là cảm ơn tình cảm của thầy Đức. Thì sau đây để đáp lời thầy cũng như là phát biểu cái lời tri ân cùng các thầy cô với các bạn thì đầu xin mời bạn bạn đại diện cho các bạn lên có nên phát biểu một vài lời. Thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh, sau đây em xin thay mặt cho tập thể lớp 9A gửi lời cảm ơn và lời tri ân tới tất cả các thầy cô giáo đã gắn bó với chúng em suốt chặng đường cấp 2 vừa qua. Được trở thành một học sinh của được trở thành một thành viên của ngôi nhà trung học cơ sở Nguyễn Công Bích thân yêu đã là một niềm vinh hạnh to lớn đối với chúng em. Giờ đây chúng em đã trưởng thành và khôn lớn như thế này là nhờ công ơn to lớn, sự giúp đỡ